Hello mọi người, hôm nay thì chơi cùng với anh chị đi bể ngô mọi người. Rủ được 3 ngày nay mới gọi được cho mấy chị gái để mà lên hộ nhà chơi ấy mọi người ạ. Nhưng mà hôm qua ấy mọi người, chơi với mẹ chơi bóc cái vỏ ngô mà năm ngoái ra để có chỗ để mà mình cho cái ngô mới vào ấy mọi người ạ. Nhưng mà chơi lại bị dị ứng mọi người. Nên là vừa mới đến làm được một tí thì cho bảo là chị gái với lại mẹ làm xong là chơi về nấu trưa thôi. Thì hái rau bí về để mà nấu trưa cho mấy chị với lại mẹ chưa ăn này mọi người ạ. Mùa này thì rau bí nhà chơi cũng gần hết rồi mọi người cũng thấy rồi đấy, lá cũng vàng hết rồi mọi người. Nó cũng chỉ còn vài cây thôi mọi người ạ. Ngoài ra thì cái quả dưa ấy mọi người, quả dưa thì cũng chả còn đâu, lá chết hết rồi, chưa hái được có mỗi 2-3 quả to bằng ngón chân rồi mọi người. Hái về để một tí mấy chị gái về khát nước thì còn được quả dưa này để mà ăn mọi người, với lại nếu như mà đói thì ăn quả dưa này trước mọi người ạ. Hôm nay thì cho cũng mua được một cân quả lê để tí mấy chị gái về đói thì chưa chưa nấu cơm chưa chín ấy thì cho mấy chị gái ăn nha mọi người. Lên rừng thì bố cho tớ dùng mấy cái chai này đựng nước cho mọi người, nên là một tí hết nước thì chắc phải là người đi lấy nước rồi, khát nước quá nên là uống một ngụm cho đỡ khát đã rồi nấu trưa xong mọi người. Uống nước xong thì cho chuẩn bị để mà đi nấu trưa cho mọi người, bắt tay vào nấu bữa trưa để mà đợi mẹ với lại chị gái này. Có mỗi quả bí có đầy nhưng mà chưa chọn cái quả nào mà xanh xanh thấy ngon ngon đấy mọi người. Có những quả xanh xanh nhưng mà già đấy mọi người ạ. Cho quả bí vào nồi xong thì cho lại ra bóc vỏ cái lá bí mọi người. Bóc cái cây đi thì mình ăn mới ngon, với lại lúc mình đun mình nấu ấy thì nó mới mềm mọi người. Mình để cái dây đấy ở lại thì mình nấu nó khó chín đấy mọi người, với lại chín mình ăn thì nó dai quá mọi người ạ. Hôm nay đi thu ngô ấy thì cháu cứ tưởng là bố ở nhà cơ, đi lên trên đấy thì không thấy bố đâu, lúc đi cũng không thấy, mà giờ cháu đang nấu trưa này 12 giờ mà cũng không thấy bố về luôn, chả biết là bố đi đâu nữa, đi xe thảo quả hay đi làm gì nó cũng không biết luôn mọi người ạ. Cho rau vào xong thì chơi đi nhổ rau thơm mọi người ạ. Chị biết rau thơm thì hoa cũng thơm mà cái lá cũng thơm. Hái về để mà cho vào ớt đấy mọi người. Một tí mình ăn thơm thơm thì mới ăn được ngon đấy mọi người ạ. Đi rừng thì với lại không nói đi rừng đâu mà ở nhà cũng thế thôi. Chơi không có gì ăn đâu mọi người. Nhà của chơi là chỉ có mỗi mẻ mén này, ớt, rau bí với lại quả bí thôi mọi người. Có đơn giản như thế nên là phải hái cái rau thơm này về cho vào ớt mình ăn vào mới ngon. Nếu như mà trời nó nóng ấy thì mình có thể chỉ cần nước lá thôi, nhưng mà có những chị gái lại không ăn được nước lá nên là phải đun nấu rau mọi người. Còn theo chơi thì cho chị cần có nước lá với lại cơm này, ớt, ngoài ra thì có gừng các kiểu hoặc là rau thơm trên rừng thì có đầy thì mình ăn thế nào cũng được. Đấy, chưa có chưa nấu cơm chín mà mấy chị gái đã về rồi mọi người. Chưa phải tranh thủ đi làm ớt. Giờ một tí mấy chị gái đói thì lại không kịp ăn đấy mọi người.
ớt với lại cà chua nó ngon lắm mọi người. Ăn là hết nước chấm luôn đấy mọi người ạ. Không cần nước chấm gì mà ăn như thế là thấy quá là ngon luôn rồi. Anh chị gái về thì chơi cũng mua cân lê, lúc đấy chơi nói ấy, đưa cho mấy chị gái hai người một quả, chơi nó mang 5 quả nhưng mà hai chị gái ăn hai, ăn một quả thôi, có 4 quả xong là chia cho mỗi người một quả. Giờ thì cũng nó chín rồi mọi người, cũng đến giờ ăn rồi này. Mấy chị gái đó quá cũng ăn trước rồi, còn chơi với mẹ với lại một chị gái nó chưa ăn mọi người. Đó, mọi người cũng thấy có như thế thôi nhưng mà mấy chị gái ăn ngon lắm mọi người ạ. Mời tất cả mọi người nha. Nhà chơi chả có gì đâu, mọi người nhìn chị có mẻ mén này. Mời tất cả mọi người nha. Chạy tôi cho tôi là 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 tôi cho